Good morning Việt Nam. Mến chào các em, hôm nay chị Bí Đỡ sẽ mở một hộp đồ chơi mới nữa. Đây là hộp đồ chơi của My Fancy Life, hay còn có tên gọi là Hair Salon Playset. Wow, với cái hộp đồ chơi này chúng ta có thể kết hợp với búp bê Barbie để làm cho cô ấy một cái tiệm cắt tóc. Wow, rất là nhiều thứ bên trong. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng mở ra nha. Rồi, bây giờ chị Bí Đỡ sẽ mở ra. Wow, trong đây có rất là nhiều thứ đây, không biết cái gì ở trong đây. Đây nữa. Và đây nữa. Rất là nhiều thứ. Rồi, đây là cái gì đây ta? À, đây là cái ghế để cho khách nằm các em. Cho khách ngồi lên chúng ta có thể cắt tóc hoặc làm đẹp cho họ. Rồi, đây là những cái máy hấp tóc thì phải, đúng rồi các em. Cái máy hấp tóc ha. Wow, đây cái máy hấp tóc, hấp dầu. Rồi, đây là cái gương đấy các em. Wow, đây là một cái tấm gương. Một tờ hướng dẫn cách lắp ghép. Một số stickers. Rồi đây là một bịch, trong đó gồm có được chải tóc, máy sấy tóc, xà bông gội đầu và rất là nhiều thứ khác nữa. Rồi bây giờ chị Bí Đỡ sẽ lắp ghép vào đây. Ta-da! Chị Bí Đỡ đã kết nối các bộ phận lại với nhau được rồi các em. Wow, rất đẹp. Đây là một cái bàn chính. Đây là một cái bàn có cái chậu ở đây để chúng ta gội đầu cho búp bê ha. Trên cái đây còn có những cái hình. Wow, hình trang trí cho tiệm tóc hay còn gọi là beauty salon. Wow, trên bàn còn có những chai xịt tóc, rồi keo, rồi rất là nhiều thứ. Lát nữa chúng ta sẽ xem tỉ mỉ hơn. Rồi, đây là cái gì đây ta? Wow, đây là một cái máy hấp dầu. Wow, chúng ta có thể điều chỉnh được đây. Lên, xuống, lên, xuống. Rồi, bạn nào muốn tóc của mình bóng mượt hơn có thể đi hấp dầu. Rồi, đây là cái ghế để cho khách ngồi các em. Ghế màu hồng luôn. Rồi, qua đây cũng là một cái ghế màu hồng. À, cái ghế này chúng ta sẽ kết nối như thế này để cho khách gội đầu ha. Rồi, đây là cái gì đây ta? Ta-da-da-da-da. Chúng ta hãy xem gần lại nào. Wow, đây là một cái giống như là một cái bàn mà chúng ta có thể kéo đi được các em. Có bốn cái bánh xe ở dưới đây. Và trên đây còn có những cái ngăn để chúng ta để dụng cụ làm tóc. Và đặc biệt những cái ngăn này chúng ta có thể xoay được. Đó, các em đi vào những cái beauty salon hoặc là cái tiệm tóc, các em sẽ thấy những cái này. Đó, chúng ta có thể xoay ra đây được. Rồi, đây là cái máy sấy tóc đây các em. Wow, màu xanh. Dễ thương quá ha. Đây là hình như là đây là một chai xà phòng đấy. Không biết phải không? Rồi, một cái đồ đựng cái thuốc nhuộm tóc. Và có rất là nhiều thứ nhỏ nhỏ như thế này. À, bộ đồ chơi này chỉ biết đã mất khoảng 40 phút để kết nối các bộ phận lại với nhau các em. Nó rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ. À, đây nữa, đây là một chai hình như là xà bông gội đầu. À, đây là một chai giống kem đánh răng quá. Không, đây là một cái đồ để chai thuốc nhuộm thì phải. Ở đây nữa, đây là một chai xịt nước, nước xịt. Rồi đây là một cái kẹp tóc, một lượt nữa. Wow, rất là nhiều lượt. Đây là một cái kéo đây. Yeah, chị Bí Đỡ thích nhất là cái kéo này đây. Rất nhỏ và gọn, rất là phù hợp với cái bàn tay của Barbie. Nó không có to mà nó cũng không có nhỏ quá. Rồi, rồi đây là cái lượt chải tóc. Dễ thương quá các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt những cái dụng cụ làm tóc vào bên trong đây nha. À, các em, chị Bí Đỡ hôm nay bị cảm rồi, bị khàn tiếng rồi. Thì hy vọng là một vài ngày sau thì nó sẽ đỡ hơn ha. Hy vọng là nó đừng có bị mất tiếng. Bị mất tiếng là chị Bí Đỡ không có làm video được. Rồi cái này chúng ta sẽ để xuống đây luôn. Thì sau video này chị Bí Đỡ sẽ uống thuốc và nó hy vọng là nó sẽ đỡ hơn ha. Rồi các em đừng có lo ha. Rồi các em, trên bàn này chúng ta có một số dụng cụ làm tóc. Để xem chúng ta có cái gì đây. À, đây là
là một chai conditioner, là một cái chai dầu xả tóc ha. Nè, chị biết đó sẽ đặt lên đây. Rồi, một chai kem xịt tóc. Và xem tiếp theo nào. Rồi, một chai xà phòng. Rồi, chúng ta đã có tiệm tóc rồi và không biết ai sẽ là chủ nhân của cái tiệm tóc này đây. Chào các bạn, mình là búp bê Barbie có khớp, chắc các bạn còn nhớ mình chứ? Hả, hôm nay mình mở tiệm tóc này, mong các bạn đến ủng hộ cho mình nha. Hai các bạn, tiệm tóc của mình có đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Các bạn cần cái gì thì có cái đó. Các bạn cần sấy tóc, cần hấp tóc thì có đồ hấp tóc, kéo tóc, duỗi tóc, rồi uốn tóc. Mình cũng có luôn. Ấy dạ, từ sáng tới giờ mà không có khách đến. Hy vọng là tiệm của mình đừng có ế hôm nay nha. Rồi, búp bê Barbie có khớp của chúng ta sẽ làm chủ nhân của tiệm tóc hôm nay. Wow, bài này trông thật dễ thương. Rồi, chúng ta hãy xem vị khách đầu tiên là ai nào. Ta-da-da-da-da, đang tiến vào tiệm là bạn búp bê Barbie nàng tiên cá. Wow. Wow, búp bê nàng tiên cá hôm nay trong bộ váy màu tím thật là dễ thương các em. Chào các bạn, mình nghe nói hôm nay Barbie mới mở tiệm tóc cho nên mình đến ủng hộ bạn ấy đây. Chào búp bê nàng tiên cá, hôm nay bạn đến đây, bạn muốn làm gì nè? À, hôm nay mình đến đây, mình muốn gội đầu, bạn có thể gội đầu cho mình được không? À, được, bạn hãy lên cái ghế này nằm đi ha. Rồi, bạn này muốn gội đầu cho nên bạn này sẽ nằm lên cái ghế này. Woo! Tóc bạn này màu hồng. À, các bạn ơi, mình nằm lên cái ghế này thật là thoải mái đó. Yeah, mình sắp được gội đầu rồi. Yeah. Ok, chúng ta sẽ cần một ít xà bông gội đầu. Rồi, bây giờ mình sẽ gội đầu cho bạn nha. Wow, tóc của bạn đẹp quá. À, quên nữa, mình phải để một ít nước vào nữa chứ. À, đây là cái vòi nước đây. Wow, chúng ta có thể điều chỉnh được cái vòi này các em. Chúng ta có thể kéo cao lên và để xuống. Wow, rồi, bây giờ sẽ xịt nước nha. Rồi, mình sẽ tiếp tục gội đầu nào. Mình sẽ tiếp tục gội đầu cho bạn nha. Bạn thấy như thế nào, búp bê nàng tiên cá? À, mình thấy rất là thoải mái, nhưng mà đừng có để tóc phủ lên mặt mình nha. Ok, mình xin lỗi rồi, rồi mình lấy ra. Rồi, xong rồi, bây giờ mình sẽ lau khô tóc cho bạn rồi, sau đó mình sẽ sấy nha. À, đừng có đắp lên mặt mình, không có đâu, mình chỉ lau tóc cho bạn thôi. Wow. Rồi, xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ chải tóc cho bạn Barbie nàng tiên cá. Rồi, bây giờ mình sẽ chải tóc cho bạn nha. Wow, tóc của bạn rất là mượt đó, Barbie nàng tiên. À, hình như bạn Barbie có một vị khách tới nữa các em. Wow, không biết bạn này là ai đây. À, bạn này cũng là búp bê Barbie luôn. Wow, bạn này hôm nay mặc bộ đồ này rất là đẹp các em. À, tỏa sáng lấp lánh luôn, giống ca sĩ luôn, đôi giày màu hồng. Wow. Hi Barbie, ủa bạn cũng là búp bê Barbie hả? Wow, rất là nhiều búp bê Barbie đó. Hôm nay mình nghe nói bạn mới mở tiệm tóc này phải không? Rồi, hôm nay mình đến ủng hộ bạn đó. À, bạn có thể hấp dầu cho mình được không? Được chứ Barbie, bạn hãy lại cái máy hấp dầu và ngồi xuống đó đi, mình sẽ làm cho bạn ngay. Ok, mình sẽ lại đây ngồi đây. Wow, các bạn ơi, mình rất là thích cái máy hấp dầu này đó. Nó có cái ghế màu hồng ở đây nữa nè, rất là dễ thương. Mình sẽ ngồi xuống đây thôi. Rồi, bạn có mái tóc rất là ống mượt đó. Rồi, bây giờ mình sẽ để những cái thuốc hấp dầu lên. Rồi, bây giờ mình sẽ đẩy cái này xuống. Rồi, bạn ngồi đây trong vòng 10 phút nha. À, hình như bạn Barbie có khách tới nữa các em. Hả, không biết cô này là ai đây? À, bạn này là bạn Summer. Hi Barbie, bạn có thể cắt tóc cho mình được không? Được chứ Summer, bạn hãy ngồi xuống ghế đi. Ok. Rồi, trước khi cắt tóc cho bạn, mình sẽ chải tóc cho bạn trước nha. Rồi, mình sẽ chải tóc cho bạn nào. Wow, tóc của bạn màu nâu thật là đẹp đó Summer. À, cảm ơn Barbie nha. Rồi, Barbie sẽ cắt tóc. Barbie đừng có cắt ngắn quá nha, cắt ít thôi. Ok. Rồi, mình sẽ cắt một ít thôi. Ok, đẹp rồi.
các bạn hãy vào và subscribe trên kênh Good Morning Việt Nam để trở thành thành viên của Good Morning Việt Nam nhé.